Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga thần tốc tiến quân ở Krasny Liman, Ukraine đột phá tại Bakhmut. Chiến sự Ukraine trong 24 giờ qua diễn ra khá căng thẳng khi cả hai bên đều dồn sức tấn công, nhiều khu vực đã đổi chủ. Nga thần tốc tiến quân ở Krasny Liman trong khi Ukraine đột phá tại Bakhmut. Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine tiếp tục tấn công ở các hướng Donetsk, Krasny Liman và Nam Donetsk nhưng thất bại. Trên hướng Donetsk, các đơn vị phòng thủ Nga được không quân và pháo binh yểm trợ đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của Ukraine gần Belogorovka thuộc vùng Lugansk, Zaytsevo, Pervomayskoye, Mariinka và Kretchevka tại vùng Donetsk. Các lữ đoàn 28, 54, 80 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 107 Ukraine đã bị tấn công gần Grigorovka và Konstantinovka thuộc vùng Donetsk. Các kho đạn của lữ đoàn xung kích số 3 và tiểu đoàn 4, lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã bị phá hủy gần Grigorovka và Spodnoye tại vùng Donetsk. Tổn thất của Ukraine lên tới 280 quân nhân, 3 xe tăng, 5 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe bán tải, 1 pháo tự hành Grab do Ba Lan sản xuất, 2 lựu pháo MSDB, 3 pháo tự hành Gopnivka và 1 radar phản pháo ANTPQ-36 do Mỹ sản xuất. Trên hướng Krasny Liman, cụm lực lượng trung tâm đã bẻ gãy 4 đợt tấn công của Ukraine gần Nevskoye, Novovodianoye thuộc vùng Lugan và Toskoye tại vùng Donetsk. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15 Nga dưới sự chỉ huy của Trung tá Builov đã phản công và giành thắng lợi, kiểm soát khu vực Sergeyevka. Mũi tiến công của quân Nga dọc chính diện lên tới 4 km và thọc sâu vào khu vực phòng thủ Ukraine tới 2 km. Gần khu rừng Serebryansky, trung đoàn tấn công đường không 234 do đại tá cận vệ Vasiliev chỉ huy đã đẩy lùi một cuộc tấn công của Ukraine và bắt đầu các hành động phản công. Lực lượng Nga đã nhanh chóng tiến sâu 1,5 km vào tuyến phòng ngự của Ukraine. Ngoài ra, các lữ đoàn cơ giới số 21, 63 và 67 và lữ đoàn 5 của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine cũng bị tấn công gần Techni, Toskoye và Jampolovka thuộc vùng Donetsk. Các kho đạn của lữ đoàn bộ binh cơ giới số 44 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 100 Ukraine đã bị phá hủy gần Toskoye thuộc vùng Donetsk và Novobilovka thuộc vùng Lugansk. Có tới 190 quân nhân Ukraine đã tử thương, 6 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải, 2 pháo D-20, 1 pháo D-30, 2 pháo tự hành Gopnivka và 1 radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. Ở hướng Nam Donetsk, cùng lực lượng Vostok đã vô hiệu hóa 4 cuộc tấn công của Ukraine gần Staromayskoye tại vùng Donetsk. Nhân lực và khí tài của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 110 Ukraine đã bị tấn công gần Novovanovka, vùng Zaporizhia. Theo hướng Zaporizhia, Nga tập kích hai lữ đoàn cơ giới 33 và 47, lữ đoàn thủy quân lục chiến 35, lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 108 và 129 Ukraine gần Zelenikai, Mienoye, Odekhov, Malaya Tosmatka và Piatikhatki. Các kho đạn và nhiên liệu của lữ đoàn cơ giới 33 và lữ đoàn vệ binh quốc gia 15 Ukraine đã bị phá hủy ở gần Tomaska và Odekhov. Ukraine đã mất tới 140 binh sĩ, 1 xe tăng, 4 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, pháo M777 do Mỹ sản xuất, pháo FH70 do Anh sản xuất, 2 pháo D-20 cũng như pháo Jansiet. Ở hướng Kubiansk, cùng lực lượng Zapad đã tấn công nhiều điểm tập trung nhân lực và khí tài của các lữ đoàn cơ giới 14 và 43 và lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 Ukraine gần Mochanovo, Pedro Pavlovka, Berestovoye, Kitlovka, Vukhakov và Semakhovka thuộc vùng Lugan. Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu tới 35 quân nhân Ukraine, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe cơ giới, 2 pháo D-20 và 100 radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất. Tại hướng Kherson, thiệt hại của Ukraine lên tới 60 binh sĩ, 10 xe cơ giới và 1 pháo tự hành Ankatsiya. Nga đã vô hiệu hóa 113 đơn vị pháo binh Ukraine tại các trận địa cùng nhiều nhân lực và khí tài khác ở 122 khu vực. Ngoài ra, một điểm triển khai tạm thời lính đánh thuê nước ngoài đã bị tấn công gần Vyazovok, vùng Cherkasy. Phòng không Nga đã bắn hạ một trực thăng Mi-24 của không quân Ukraine và đánh chặn thành công 10 quả đạn của hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMARS. Tổng cộng, kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga đã phá hủy của Ukraine 457 máy bay, 244 trực thăng, 5.258 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không, 10.889 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.139 pháo phản lực bắn loạt, 5.604 khẩu pháo và cối, cũng như 11.888 phương tiện quân sự đặc chủng. Quân Nga sắp lâm nguy ở Bakhmut. Chủ tịch Hội đồng Dự bị Lực lượng Lục quân Ukraine, ông Ivan Timoshko chia sẻ trên kênh truyền hình Freedom rằng
giai đoạn đỉnh điểm của cuộc tấn công vào Bakhmut của quân đội Nga và lính Ukraine Wagner. Tư lệnh lục quân Ukraine, tướng Alexander Sisky từng cảnh báo Bakhmut sẽ trở thành một cái bẫy cho người Nga. Lúc đó, nhiều người ở Ukraine đã nghi ngờ về tuyên bố này, nhưng giờ đây, nhiều người cho rằng ông Sisky đã đúng. Ông Ivan Timosko nói rằng các tuyến hậu cần của người Nga đều gắn liền với các tuyến đường bộ, vì thế chúng tôi có thể theo dõi các đoàn tàu của họ đi đâu, tới nhà máy nào. Và rõ ràng là chúng tôi đang thành công để xóa sổ các điểm hậu cần này, và nhấn mạnh thêm rằng bất kỳ đội quân nào không có hậu cần đều phải chịu số phận tương tự. Mỹ tiếp thêm khí tài cho Ukraine. Theo CNN, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 25 tháng 7 đã công bố đợt hỗ trợ an ninh mới trị giá 400 triệu đô cho Ukraine. Gói viện trợ quân sự mới của Mỹ cho Ukraine sẽ bao gồm tên lửa phòng không, xe bọc thép và Black Hornet, một loại máy bay không người lái trinh sát với kích thước siêu nhỏ. Gói hỗ trợ này còn bao gồm đạn cho hệ thống phòng không Patriot, hệ thống tên lửa đất đối không NASAM, hệ thống pháo phản lực tên lửa HIMARS, xe bọc thép Tracker, nhiều tên lửa và rocket khác. Ukraine bắt nghị sĩ bị nghi hợp tác với Nga. Theo Reuters, văn phòng công tố Ukraine hôm 25 tháng 7 cho biết, nghị sĩ Oleksandr Ponomariov bị tòa án quận Pechersk, Kiev phát lệnh bắt giữ với cáo buộc tự nguyện hợp tác với Nga tại Zaporizhia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết, ông sẽ không tha thứ cho tội tham nhũng hay phản bội trong bối cảnh đất nước đang phải vật lộn trước cuộc xung đột với Nga. Dù là nghị sĩ, thẩm phán, quan chức quân đội hay quan chức chính quyền cũng không được tha thứ khi tự đặt mình vào thế đối đầu với nhà nước, ông Zelensky nói. Diễn biến chiến sự Ukraine trên từng mặt trận. Chiến sự Ukraine trong 24 giờ qua diễn ra khá căng thẳng khi cả hai bên đều dồn sức tấn công. Nhiều khu vực đã đổi chủ, Nga thần tốc tiến quân ở Krasiliman, trong khi Ukraine đột phá tại Bakhmut. Các kênh Rayba và Avivoyenkori đang cập nhật liên tục các diễn biến mới. Tại khu vực Svatovo, theo dữ liệu sơ bộ, quân đội Nga trong các trận chiến ác liệt đã kiểm soát được làng Sergeyevka và tiến sâu 2 km vào đội hình phòng thủ của Ukraine. Nếu thông tin này được xác nhận, có thể nói rằng Nga đã đạt được một chiến thắng mang tính chất chiến thuật. Đồng thời, tại khu vực Kremenskaya, quân đội Nga đã tích cực tiến vào khu rừng Serebryansky, kiểm soát được một diện tích đáng kể. Giờ đây Nga đang phát triển thành công trong khu vực này và đang tiến hành một cuộc tấn công theo hướng Nadia. Theo một số báo cáo, các đội hình của Ukraine đã rút lui khỏi Nadia. Ngoài ra, các đơn vị của quân đội Nga đang tiến công ở ngoại ô Novoerogovka, bất chấp những tuyên bố hiện có về việc Nga đã kiểm soát khu định cư. Các cuộc đụng độ vẫn tiếp diễn để giành ngôi làng vào lúc này. Các đội tấn công của Nga được hỗ trợ bởi pháo và pháo phản lực đang đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi Novoerogovka cũng như ở Svetlovka liền kề. Theo hướng Soleda, giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục diễn ra tại tây nam Krechevka. Pháo binh Nga tập kích dữ dội vào các đội hình đang tiến lên của Ukraine, giúp cho lực lượng phòng thủ tiếp tục cầm cự trước sự tấn công dữ dội và vượt trội về số lượng của đối phương. Tuy vậy, tình hình tại phía đông nam Bakhmut đang trở nên nghiêm trọng hơn đối với quân đội Nga. Ngoài các cuộc tấn công trực diện vào Krechevka, quân đội Ukraine đang cố gắng vượt qua Andriivka để tấn công vào biên sườn. Nếu họ chiếm được và giữ được địa bàn này, việc bảo vệ Krechevka sẽ trở nên bất khả thi đối với Nga. Trên hướng Donetsk, không có thay đổi đáng kể nào. Các trận chiến giành vị trí và đấu pháo tiếp tục dọc chiến tuyến ở khu vực Avdiivka và Mariinka. Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công vào các vị trí của Nga nhưng không thành công. Tại khu vực Kremensk, quân Nga phản công từ hướng Prinutroye nhưng không thành công. Lực lượng Ukraine với sự hỗ trợ của pháo binh đã tấn công gần Staromyskoye và Urochenoye nhưng bất thành. Tại khu vực Orekhov, Ukraine đã tiến hành một loạt cuộc tấn công theo hướng Lugovoye, buộc các đơn vị của Nga phải rút về tuyến phòng thủ thuận lợi hơn. Ngoài ra, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của pháo binh, lực lượng Ukraine cũng tiến về phía đông bắc Rabotino. Ở hướng Kherson, Nga tiếp tục chấn áp các nỗ lực đổ bộ quân của Ukraine lên tả ngạn sông Dnipro, đồng thời hỏa lực pháo binh Nga liên tục bắn vào các mục tiêu của Ukraine ở khu vực Berislav và Kherson. Cá sấu K-52 Nga phóng tên lửa sát thủ, bắn nổ thiết giáp Ukraine. Quân đội Nga công bố video trực thăng K-52 tấn công tên lửa nhằm vào xe bọc thép Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 7 đã công bố video ghi lại cuộc tấn công bằng tên lửa phóng từ trực thăng K-52 nhằm vào một xe bọc thép của Ukraine tại Zaporizhia. Hình ảnh từ video cho thấy trực thăng K-52 phóng tên lửa dẫn đường bằng laser Vickers cơn lốc vào phương tiện đang đứng yên với màn hình hiển thị hướng tiếp cận mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết xe bọc thép của Ukraine đã phát nổ sau khi trúng hỏa lực tên lửa của Nga. Do trực thăng Nga bay ở khoảng cách vài km và Vickers có tốc độ bay cao nên Ukraine chỉ có thể nhận ra mối đe dọa khi tên lửa sắp bay tới mục tiêu. Mặt khác, nếu phía Kiev nhận ra hỏa lực đối phương và di chuyển, Vickers sẽ tự thay đổi đường bay và để tìm tới mục tiêu. Vì vậy, xe bọc thép Ukraine rất khó để cơ động đối phó trong tình huống này. Tên lửa sát thủ Vickers được thiết kế đặc biệt để tấn công các mục tiêu bọc thép hạng nặng, bao gồm các phương tiện được trang bị giáp phản ứng nổ.
Vikram là loại tên lửa có tầm tấn công tới 10 km và tốc độ tối đa 610 m/s. Vikram có thể xuyên qua lớp giáp thép đồng nhất dày tới 1.000 mm nằm sau lớp giáp phản ứng nổ. K-52 có thể mang tới 12 tên lửa Vikram cùng lúc. Ưu thế áp đảo trên không của Nga và việc NATO không cung cấp đủ hệ thống phòng không cho Ukraine được cho là những yếu tố chính khiến cho chiến dịch phản công mùa hè của quân đội Ukraine không đạt được nhiều bước tiến triển như kỳ vọng. K-52, với NATO gọi là Hukum B, là trực thăng chiến đấu và do thám thế hệ kế tiếp được thiết kế để đối phó với các phương tiện chiến bộ cả bọc thép và không bọc thép, xe tăng binh sĩ, trực thăng đối phương. Cả số K-52 có thể được sử dụng cả trong nhiệm vụ chiến đấu và trinh sát. Là phiên bản hai chỗ ngồi của trực thăng K-50, trực thăng K-52 có thể hoạt động 24/24 giờ và trong mọi điều kiện thời tiết. K-52 được trang bị pháo tự động cỡ nòng 3mm và cũng có thể mang tên lửa chống tăng dẫn đường bằng laser, tên lửa không đối không tầm ngắn, các loại bom và tên lửa khác. K-52 có thể đạt vận tốc trên 290 km/h và trần bay gần 5.000 m. Quân đội Ukraine cùng các nhà phân tích và quan chức phương Tây từ lâu đã nhấn mạnh sức mạnh của không quân Nga, bao gồm máy bay chiến đấu và trực thăng tấn công, nhất là khả năng hạ gục tăng thiết giáp Ukraine. Ngoài ra, Kiev cũng thiếu hệ thống phòng không ở tiền tuyến để ngăn chặn máy bay Nga. Nga hồi tháng 6 đã triển khai thêm 20 trực thăng, trong đó có mẫu K-52, tới sân bay ở thành phố Bryansk nằm cách Odikhiv khoảng 100 km. Đây là một trong những căn cứ chính phục vụ cho các hoạt động trực thăng Nga. Tuy nhiên, trực thăng K-52 vẫn không tránh được những sai lầm trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tháng 6 công bố video trực thăng cá sấu sử dụng cảm biến để phóng tên lửa và vật thể được cho là xe tăng Leopard 2 trên cánh đồng trống, nhưng giới chuyên gia phương Tây sau đó nhận định mục tiêu bị hạ là xe phun thuốc trừ sâu. Nga tuyên bố bắn hạ 10 tên lửa HIMARS, hơn 20 máy bay không người lái Ukraine. Trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ một trực thăng Mi-24, 10 tên lửa HIMARS, đồng thời phá hủy 22 máy bay không người lái của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, ngày 25 tháng 7 cho biết trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay trực thăng Mi-24 gần khu định cư Novodarovka ở vùng Zaporizhzhia, đánh chặn 10 quả rocket của hệ thống phóng tên lửa đa năng HIMARS do Mỹ sản xuất trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo Trung tướng Igor Konashenkov, các hệ thống phòng không của Nga cũng đã phá hủy 22 máy bay không người lái của Ukraine tại các khu vực gần khu định cư Lichichansk và Popasnaya tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, Pechovskoye và Lozovoye ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, Enogoda, Zelioni, Bezhloki và Slavskaya Banka tại vùng Zaporizhzhia. Cũng trong ngày 25 tháng 6, Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Krasnolimansk. Phía Ukraine đã bị tổn thất 6 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải, 2 hệ thống D-20, 2 pháo tự hành Gopdivka, cũng như radar ANPQ do Mỹ sản xuất. Cùng ngày, quân đội Nga đã phá hủy kho đạn và nhiên liệu của 2 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine tại Zaporizhzhia. Tướng Krasenkov cũng cho biết kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lực lượng vũ trang Nga đã phá hủy 457 máy bay chiến đấu Ukraine, 244 máy bay trực thăng, 5.258 máy bay không người lái, 426 hệ thống tên lửa đất đối không, 10.889 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác. Đại sứ Nga, Mỹ tài trợ để Kiev thực hiện kế hoạch tấn công khủng bố vào Crimea. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói chính quyền Mỹ tiếp tục tài trợ cho các kế hoạch khủng bố của chính quyền Kiev, trong đó có mục tiêu Crimea. Lấn sâu vào xung đột, Washington không thể dừng lại. Thay vì đánh giá một cách tỉnh táo về những gì đang xảy ra, Mỹ đang tài trợ cho các kế hoạch khủng bố của Kiev, trong đó tiếp tục tấn công vào cây cầu Crimea. Đây không phải là một cơ sở quân sự, bởi vì cây cầu này không được sử dụng để vận chuyển hậu cần cho lực lượng vũ trang Nga trong một thời gian dài, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói. Đề cập tới kế hoạch mới đây của Mỹ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô cho Kiev, đại sứ Anatoly Antonov cho rằng điều duy nhất Mỹ hướng tới là có thêm nhiều người không qua khỏi và gây thêm khổ đau khi cung cấp tên lửa và đạn cho Ukraine. Vị đại sứ Nga nhấn mạnh Mỹ đang biến Ukraine thành con rối, thể hiện sự hào phóng khi tiếp tục bơm khí tài cho Kiev. Chính quyền Tổng thống Joe Biden thao túng truyền thông, che giấu các mục tiêu thực sự trong chính sách đối ngoại của Washington. Chính quyền Mỹ hôm 25 tháng 7 tuyên bố cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 400 triệu đô. Gói này bao gồm các loại đạn bổ sung cho hệ thống phòng không Patriot, hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAM và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Tuần trước, Nga cáo buộc Ukraine sử dụng hai xuồng cảm tử để tấn công cầu Crimea, vụ tập kích khiến 2 người không qua khỏi và làm một nhịp cầu sệ xuống. Tuy nhiên, Kiev không nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất này. Phản ứng sau vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn. Điện Kremlin cho biết Moscow thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào hai thành phố cảng của Ukraine gồm Odessa và Mykolaiv 5 đêm liên tiếp. Xung đột Nga-Ukraine diễn ra hơn 500 ngày và chưa có hồi kết. Hai bên vẫn tiến hành các đòn đáp trả lẫn nhau trong thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra,
song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm khí tài cho Ukraine đối đầu với Nga. Nga cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp xe tăng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và các đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp khí tài cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây tổn thất không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.